Xin chào cô chú, anh chị và các bạn. Rất vui được gặp lại cả nhà trên kênh DV Gia Đình Nhỏ. Để chuẩn bị Tết đến, hôm nay mình sẽ làm một món mứt, đó là mứt gừng dẻo. Bây giờ những nguyên liệu mình cũng đã chuẩn bị xong. Mình mời cả nhà cùng vào làm bếp với mình nha. Đây là những cái thành phần để làm ra một cái món mứt gừng dẻo này. Ở đây là mình có 500g gừng, mình lựa gừng non non như vậy nè cả nhà. Đây, 500g gừng này là mình đã gọt vỏ, mình cân lại là đúng 500g. Ở đây mình có chút xíu đu đủ non. Miếng đu đủ này là 120g nha cả nhà. Và ở đây là 300g khóm. Mình có hai cái trái chanh. Và cái đường để mà đi mình xên cái mứt này là mình sử dụng 400g đường. Rồi ở đây mình có 40g muối và 30g đường, để một chút nữa mình ướp đu đủ. Rồi bây giờ mình sẽ bắt tay vào mình cắt những cái phần gừng này nha cả nhà. Rồi đây, bây giờ mình sẽ cắt cái phần gừng này. Đầu tiên mình sẽ xắt lát mỏng, thiệt mỏng. Đây. Rồi sau đó mình sẽ cắt mỏng, sắt mỏng lại. Với cái món mứt này đó cả nhà, thì mình sắt mỏng mỏng á, mình sắt mỏng mỏng như vậy á, thì mình xên ra cái mứt mình nó mới ngon. Đây, mình sẽ sắt tất cả như thế này. Đây, sắt dây mà cái sợi nó mỏng như vậy nè cả nhà, thì khi mình xên mứt á, nó rất là ngon. Đây, mình lựa những cái phần gừng á, nó non như vậy á, thì mình làm ra cái mứt mình nó trong, ăn nó ít có cay nữa cả nhà. Đây, như thế này. Rồi mình cho nó vào trong một cái tô. Đây. Rồi, đây là phần gừng mình đã cắt xong rồi nè cả nhà. Thì mình để nó qua một bên. Rồi bây giờ tới cái phần này là đu đủ. Đu đủ mình cũng sắt giống như là gừng vậy nha cả nhà. Cũng sắt sắt sợi nhuyễn như vậy. Mình sẽ sắt đều nhau để khi mình xên á, cho cái mứt nó đẹp như thế này. Đây, như thế này cả nhà. Cái sợi mứt nó, cái sợi đu đủ nó nhuyễn như vậy là được. Mình sẽ tiếp tục cắt cho hết nha cả nhà. Rồi đây, bây giờ là cái phần đu đủ này mình cũng đã cắt xong rồi nè cả nhà. Mình cắt sợi nhuyễn như vậy. Rồi gừng cũng vậy. Bây giờ mình sẽ ướp. Đây là gừng. Thì mình cho vào đây 40g. Đây là muối nha cả nhà. Mình cho cái phần muối này, 40g muối này vào trong cái phần gừng này. Rồi 30g đường này mình sẽ cho vào trong cái phần đu đủ. Đây. Và mình sẽ trộn đều lên. Cái đường này á, mình cho vào trong đu đủ này đó cả nhà, là nó làm cho cái sợi đu đủ á, nó trong và nó giòn. Khi mình xên lên á, cái mứt nó rất là trong. Đây, mình sẽ trộn đều như vậy. Rồi mình sẽ để đây cho nó ngấm. Nó tan hết đường ở trong cái phần đu đủ đó rồi mình đem xả lại. Rồi còn cái phần gừng này thì mình trộn lên như thế này nha cả nhà.
Mình trộn, mình cho muối vào đây rồi mình trộn lên. Rồi sau đó mình sẽ để đây khoảng 10 phút. Rồi mình mới đem xả lại. Rồi, đây. Sau khi mình trộn lên, bây giờ mình để đây. Mình chờ đợi 10 phút nữa rồi mình đem xả cái phần gừng này. Rồi, bây giờ cái phần gừng này á, mình đã ướp muối được 10 phút rồi cả nhà. Đây, cả nhà có thấy không? Cái sợi gừng á, nó đã mềm dẻo trở lại, nó không có cứng như buổi đầu. Nước cũng ra rất là nhiều. Bây giờ trong lúc này mình sẽ đem cái phần gừng này mình đi xả. Mình sẽ xả cái nước muối này nha cả nhà, rồi mình sẽ cho vào trong cái nước sôi á, mình luộc nó, mình đã chuẩn bị cái nồi nước. Bây giờ mình đem cái phần này mình đi xả nó. Rồi, đây. Bây giờ á mình cũng đã chuẩn bị nồi nước đã sôi rồi nha cả nhà. Bây giờ mình cho vào đây là nước cốt của một trái chanh mình đã nặn ra. Mình cho nước chanh vào đây. Rồi mình sẽ cho cái phần gừng này. Đây. Rồi mình để đây mình luộc. Mình luộc gừng á 20 phút nha cả nhà. Mình sẽ để gừng đây mình luộc 20 phút. Mình luộc gừng này á, cái tác dụng mình luộc á là cho nó bớt đi cái vị cay của gừng á. Rồi bây giờ mình sẽ để đây mình chờ đợi 20 phút nữa. Rồi trong khi đó mình sẽ đi cắt khóm. Rồi bây giờ khóm này mình sẽ xắt xắt miếng mỏng mỏng nhỏ nhỏ đó cả nhà. Đây mình sẽ xắt nó nhanh mỏng mỏng như vậy. Rồi sau đó mình sẽ xắt xắt nhỏ trở lại. Này. Đây mình sẽ xắt như thế này nè cả nhà. Để một chút nữa mình sẽ cho nó vào trong ướp chung với lại gừng và cà đu đủ. Rồi đây. Đây là cái phần khóm mình đã cắt xong. Cái phần khóm này khi nãy mình đã nói là 300 gram khóm là mình cân mình đã bỏ cùi khóm rồi nha cả nhà, là mình cân tất cả là 300 gram. Rồi ở đây á, là cái phần đu đủ. Đu đủ này á, mình đã ướp đường được 20 phút rồi. Bây giờ đu đủ cũng đã trong. Mình sẽ đem xả. Mình sẽ đem xả rồi mình để ráo để một chút nữa mình ướp nha cả nhà. Rồi đây. Bây giờ á, là cái phần gừng này mình cũng đã luộc được 20 phút rồi nha cả nhà. Đây. Nó như vậy. Bây giờ mình sẽ tắt lửa. Rồi mình sẽ múc nó ra mình xả lại. Đây, ở đây á, là mình có chuẩn bị một cái tô, mình đã cho nước đá vào đây. Bây giờ mình sẽ vớt hết cái phần gừng này. Đây, mình sẽ vớt cái phần gừng này mình cho vào trong tô nước đá này. Như thế này. Mình sẽ ngâm sau khi mình vớt qua tô nước đá này đó cả nhà. Rồi mình sẽ ngâm cái phần gừng này trong nước đá 5 phút. Sau đó mình mới đem xả sạch lại. Rồi mình vũ bớt nước. Mình vắt bớt nước cho nó ráo ráo bớt. Rồi. Đây. Đây cả nhà, đây là cái phần đu đủ mình đã xả sạch. Và mình vắt bớt chút đỉnh nước thôi, mình không vắt nó khô quá. Và gừng cũng vậy. Gừng sau khi mình nước trong nước đá với nước lạnh được 5 phút đó cả nhà. Thì mình cũng vắt bớt chút đỉnh nước. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành cái phần ướp nha cả nhà. Giờ mình cho hết cái phần này đu đủ vào đây.
mình sẽ cho tất cả hỗn hợp này. Rồi, khóm. Khóm này mình cũng cho hết vào đây luôn. Đây, như thế này. Rồi, bây giờ đường. Cái phần đường này 400 g đường mình cũng cho vào đây. Rồi, mình sẽ trộn đều nó lên. Cái tỷ lệ của cái món mứt này đó cả nhà, là để mình nhắc lại, là 500 g gừng mình đã cạo vỏ và 120 g đu đủ, 300 g khóm và 400 g đường. Đây, mình sẽ trộn đều cái phần này lên. Rồi, sau khi mình trộn đều á, thì mình sẽ để đây, mình để cho nó ngấm, nó tan hết cái đường này ra, rồi lúc đó mình mới đi sên được nha cả nhà. Rồi, đây, bây giờ á, cái phần này gừng và khóm đu đủ mình đã ngâm được 3 tiếng. Đây cả nhà, nó đã tan hết đường và nó có rất là nhiều nước. Bây giờ mình sẽ đem cái phần này mình đi sên nha cả nhà. Rồi ở đây á là mình chuẩn bị đậu phộng và mè trắng, một chút nữa mình cũng sẽ rang để khi á, mình làm xong mứt á mình sẽ cho nó vào. Bây giờ mình sẽ đem cái phần này mình đi sên cả nhà ơi. Rồi đây, ở đây á là mình đã chuẩn bị cái chảo. Bây giờ mình sẽ cho hết cái phần này. Cái phần gừng đồ này vào đây nha cả nhà. Rồi, bây giờ mình đã cho cái tất cả vào đây, mình sẽ để đây mình sên. Đầu tiên á, bây giờ á là mình phải để lửa lớn để cho nó mau sôi cái phần này, nó mau nóng. Rồi sau đó mình mới hạ lửa nha cả nhà. Mình sẽ chờ đợi. Rồi, đây, bây giờ á cái phần mứt này nó đã sôi rồi nè cả nhà. Thì trong lúc này mình sẽ cho vào đây là chanh. Đây, nước của một cái trái chanh còn lại mình đã vắt xong. Bây giờ mình sẽ cho vào đây nha cả nhà. Rồi mình trộn lên. Trong lúc này mình sẽ cho vào đây một chút xíu muối. Mình dằn một chút xíu muối, khoảng 1/4 muỗng cà phê muối. Rồi, bây giờ mình sẽ để lửa nhỏ để cho cái nước nó kẹo từ 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 vào ở trong cái phần này. Đây, bây giờ nước đường cũng gần kẹo rồi nè cả nhà. Hồi nãy giờ đó là mình sên mất được 40 phút rồi. Nó vẫn còn nước nhưng mà nó đã kẹo, nó không có còn nhiều nữa. Mình sẽ sên thêm một chút xíu nữa
để cho mứt nó dẻo lại. Cái màu vàng đẹp quá ha cả nhà. Này mình sẽ để đây, mình tiếp tục mình xên chút xíu nữa cho nó rút bớt cái nước nè. Đây, bây giờ mứt nó đã được rồi nè cả nhà. Cả nhà thấy không, cái gừng với lại cái đu đủ á, nó rất là trong. Như vậy nó còn ướt ướt như vậy là được nha cả nhà. Mình không để nó khô quá, mình sẽ tắt lửa. Nếu mà nó khô quá thì sau khi nó nguội nó sẽ bị cứng. Rồi trong lúc này mình sẽ cho vào đây là đậu phộng. Đậu phộng mình đã rang, nhưng mà mình không có cho hết cái 100g đậu phộng, mình sẽ cho chút ít thôi. Mè cũng vậy, mình chỉ để cho nó thơm thôi nha cả nhà, như thế này. Tại vì á, mình để nó nhiều quá á, thì mình để cái mứt này để lâu á, mình ăn lâu, mình để ăn dần. Còn nếu mà mình để đậu phộng với mè nhiều quá á, để lâu nó sẽ mềm, ăn không ngon. Cho nên mình giữ cái phần mè và đậu phộng lại. Đến khi nào mà mình ăn á, thì mình cho thêm vô như vậy á, thì nó sẽ giòn và rất là thơm. Này, cả nhà thấy không? Mứt rất là dẻo và cũng rất là trong. Này, tại vì á, mình thích ăn khóm á, cái mùi khóm nhiều nó thơm. Như vậy là mứt của mình đã xong. Mình sẽ để nó nguội á, rồi mình cho nó vào trong keo á cả nhà. Rồi, đây, bây giờ mứt gừng dẻo của mình đã xong rồi nè cả nhà. Nó đã nguội rồi, mình đã cho nó ra dĩa. Cả nhà thấy có ngon không? Cọng mứt rất là trong. Màu mứt vàng óng ánh. Rất là thơm. Mình cho đậu phộng và mè vào đó cả nhà. Mình cho ít thôi, mình cho vừa phải. Tại vì cái mứt này đó là mình dự trữ, mình ăn lâu. Nếu mà mình cho đậu phộng vào nhiều quá á, tới khi mình ăn á thì nó bị mềm, nó sẽ mất ngon. Cho nên á, mình để vừa phải. Còn tới khi nào mình ăn á, mình sẽ cho thêm vô. Thì lúc đó cái mứt của mình á, ăn nó rất là thơm, đậu phộng giòn, mè cũng giòn. Nó cho một cái hương vị rất là tuyệt vời. Và uống thêm một ngụm trà nữa. Ngon lắm cả nhà ơi. Này, cảm ơn cả nhà đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video sau. Nếu như cả nhà có thích video này, mình xin mời cả nhà cùng vào làm bếp với mình nha. Cảm ơn cả nhà, xin chào và hẹn gặp lại ở những video sau.